Thưa quý vị và các bạn, Tinh Hoa Làng Nghề là cuốn sách ảnh do nhóm 5 học sinh trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, huyện Văn Giang tự tìm hiểu thiết kế với mong muốn có thể phát huy, bảo tồn và quảng bá những giá trị truyền thống của quê hương Hưng Yên. Với hơn 60 trang giới thiệu đầy đủ về 12 làng nghề truyền thống tại Hưng Yên như Hương Tạ Cao Thôn, Đúc Đồng Lộng Thường, Bánh Tay Làng Cầu, Làng Cuông, Làng Mảnh, nhờ thiết kế bắt mắt, hình ảnh chọn lọc, cuốn tách ảnh đã giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành, quá trình sản xuất, sản phẩm nổi bật, những nghệ nhân tiêu biểu tại các làng nghề truyền thống. Từ niềm đam mê đối với dự án cũng như là tình yêu quê hương đất nước và muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền thống đến với những bạn bè quốc tế cũng như là thế hệ trẻ bây giờ. Chúng em có sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa thì những bạn trong nhóm thì cũng có sẵn những kinh nghiệm về ứng dụng giúp chúng em cái việc thiết kế sách trở nên dễ dàng hơn. Và ở đây chúng em có hai bạn thuộc đội tuyển văn, vì vậy nên là cái việc viết lách cũng thuận lợi ạ. Để hoàn thành được dự án, các em đã dành nhiều tháng trực tiếp tới các làng nghề tham quan, gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu thông tin. Di chuyển tới các làng nghề xa xôi, cân bằng giữa đam mê và học tập, bị từ chối, cung cấp thông tin, không cho phép chụp hình là những khó khăn thử thách mà nhóm gặp phải trong quá trình thực hiện dự án. Nhưng tất cả các thành viên đều kiên trì cố gắng để có được những thông tin hữu ích, những bức ảnh chân thực. Hiện cuốn sách ảnh đã được phát hành bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage, trang website của trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh. Có một chút khó khăn trong việc tìm chọn ảnh, cách sắp xếp nào cho phù hợp. Bức ảnh cần phải thể hiện được rõ nội dung, những đặc trưng của làng nghề, thể hiện được vẻ đẹp và màu sắc riêng của từng làng nghề đấy. Chất lượng ảnh thì cần phải rõ nét và màu sắc nổi bật. Cả cuốn sách như một chuyến tham quan trải nghiệm những làng nghề của Hưng Yên, qua đó bước đầu được sự đón nhận của chính những người trong làng nghề. Các bạn học sinh còn ít tuổi cũng chụp nên được một số cái cảnh, tuy rằng nó chưa đầy đủ, nhưng cơ bản người xem đã biết được người sản xuất hương của thôn Cao. Rất mong rằng các bạn trẻ là thông minh, nhanh nhạy, không phải quảng bá riêng làng hương chúng tôi mà quảng bá cho các sản phẩm khác trên đất nước mình. Nhóm cũng đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục mở rộng dự án, giới thiệu thêm nhiều làng nghề của Hưng Yên.